Xin chào tất cả các bạn. Thời gian vừa qua thì mình có nghiên cứu và tìm tòi mình chế tạo một cái sạc năng lượng mặt trời hệ MPPPT. Đây là sạc cho ắc quy 12V. Thì hôm nay tiện đây mình sẽ quay video và mình thử nghiệm cho các bạn xem nó như thế nào. Đây là một cái mạch sạc hoàn chỉnh. Sau khi mình đã thiết kế và mình vẽ mạch xong, mình sẽ sạc cho cái bình ắc quy 12V 30A này. Cái cục sạc này là hệ 12V Bản vẽ PCB của nó là mạch in Thì cái mạch in này do hoàn toàn bên mình phát triển ra Mạch in này nếu mà bạn nào mà hay làm dự án nhiều Thì các bạn có thể đặt những cái mạch in này ở trên website gncpcb.com Thì bạn có thể đặt những cái dự án mạch thì người ta sẽ làm và gia công cho các bạn Giá thành cũng khá là rẻ hạn bạn có thể làm được mạch từ một lớp cho tới 5 lớp đấy và các kích thước khác nhau bạn việc tải file nên và chọn các số lớp mà các bạn cần làm và kích thước màu cần phủ sau đó là các bạn sẽ lưu nó vào cái giò hàng và các bạn sẽ đặt hàng sau khi người ta kiểm tra thì người ta sẽ gia công và gửi về cho các bạn theo địa chỉ mà các bạn yêu cầu đây là cái mạch in của mình sau khi mình đã đặt nhà bên jncpcb người ta đã ra công đó các bạn thì đây là cái mạch sạc của mình mình đặt họ gia công đây nha các bạn nhìn rất là đẹp luôn đấy mình đặt người ta gia công những cái mạch này để làm cho nó dễ tại vì cái mạch này là mạch hai lớp nếu mà làm bình thường thì nó xấu lắm các bạn ạ nên cần phải gia công cho nó đẹp và sử dụng Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và khởi động cho các bạn xem cái mạch sạc này nó hoạt động nhé. Đấy, các bạn thấy không? Khi mình khởi động lên thì nó sẽ xin chào và nó nói là tôi là sạc mppt của bạn, xin cảm ơn. Đó. Cái này này mình lập trình và mình viết chương trình cho nó đó các bạn. Thì ở đây nó sẽ báo cái mức volt và dòng sạc. Ở đây là cái nút chức năng để chúng ta có thể điều chỉnh được cái mức độ ngắt của nó. Nó có 3 nút chức năng. Thì cái mạch sạc này mình thiết kế và mình lập trình bằng Arduino như các bạn. Hiện tại mình đang sạc cho cái bình ắc quy 30A ở cái hệ 12V. Đây nhá, cái bình 30A đây các bạn. Thì mình thấy nó sạc cũng rất là tốt. Nguồn điện cấp vào là nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời rơi vào tầm khoảng từ 24 cho tới 19V Thì cấp vào nguồn điện ở đây nó sẽ tự động nó điều chỉnh ra tầm khoảng hơn 12V để nó sạc cho ác quy Với cái bình ác quy tầm khoảng 30A này thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh dòng để sạc cho phù hợp Cái bình 30A này thì thông thường chúng ta sẽ sạc 1 phần 10 Ví dụ như là bình 30A thì cái dòng sạc của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3A đó. thì nó cung cấp từ khoảng hơn 2A để sạc cho cái bình 3A này rất là hợp lý luôn các bạn ạ nếu mà dòng sạc quá cao cho cái bình ắc quy thì cũng không tốt ví dụ bình 30A mà chúng ta sạc 10A thì cũng không tốt đâu các bạn nó nhanh hỏng bình lắm hiện tại thì cái sạc này mình đang nghiên cứu và mình phát triển ra thì nó chỉ sạc được hệ 12V thôi các bạn sau một thời gian tới thì mình sẽ nghiên cứu mình phát triển ra hệ sạc tự động nó sẽ có thể nhận diện được chức năng tự động là 12 hoặc 24 hoặc 48. thì cái sạc này nó đang hạn chế ở một cái nhược điểm là nó chỉ sạc cho bình 12V. thời gian tới thì mình sẽ phát triển thêm cái mạch sạc này lên bằng cách mình viết thêm chương trình cho nó để cho nó sạc cho nó đa năng hơn. cái phiên bản này hiện tại đang là phiên bản thử nghiệm của mình nên mình chưa muốn công bố những cái sơ đồ cũng như là mạch in cho các bạn. À, sau khi hoàn chỉnh thì mình sẽ công bố sau cho các bạn nhé. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video này tới tất cả mọi người và các bạn nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. À, để mình có thêm nhiều động lực và mình sẽ nghiên cứu mình phát triển những cái mạch sạc mppt sau này cho các bạn. À, sau khi hoàn chỉnh thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái mạch sạc này hoàn toàn miễn phí nhé. Hiện tại thì nó đang là bản thử nghiệm nên nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm nên mình chưa muốn cung cấp cho các bạn. Hôm nay thì mình tiện mình làm cái video nho nhỏ để test những cái dự án nho nhỏ này của mình để cho các bạn xem thì cái dự án của mình nghiên cứu nó như thế nào. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. và Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy like cho mình một xe và để ủng hộ cho mình thêm nhiều động lực để làm video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.